Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà rất là đẹp, rất là hiện đại được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Nguyễn Ngọc Khánh, địa điểm là tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Khánh đã cùng với lại các kiến trúc sư Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Nói chung xong hồ sơ, gia đình anh rất là ưng ý. Hiện tại thì chúng tôi đang bàn thảo luận với nhau về cả hợp đồng thi công trọn gói cũng như thể là đơn giá bao thầu trọn gói tại công trình. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home được có 8 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Mark Home đã có mặt tại Hà Nội, có mặt tại Sài Gòn, có mặt tại Thanh Hóa, có mặt tại Thái Bình, có mặt tại Yên Bái, có mặt tại Thái Nguyên, có mặt tại Hải Phòng, vân vân. Thì sắp tới chúng tôi tiếp tục đầu tư thêm các chi nhánh mới tại Hàn Quốc và tại Nhật Bản. Nhưng tuy nhiên hiện tại thì cái dịch nCoV nó đang còn diễn biến phức tạp, thế nên là cái kế hoạch phát triển sang các cái nước lân cận của Mark Home nó sẽ được lùi lại trong cái thời gian tới. Thì cái nhu cầu thi công trọn gói nó sẽ là một trong những cái nhu cầu tất yếu của thời đại. Nếu như bạn nào hiện tại đang làm nhà hoặc là quý khách hàng hiện tại đã và đang sắp xây nhà thì quý khách sẽ thấy rằng là gì ạ? Là cái nhu cầu đó là một cái nhu cầu thiết yếu và nó phù hợp với lại cái thời thế hiện nay. Bởi vì hiện tại chúng ta đã có công ăn việc làm tại công ty, đã điều hành các xí nghiệp, đã là chủ của các doanh nghiệp thì chúng ta không còn thời gian hoặc là không có thời gian để mà chúng ta đi quản lý thợ, đi trông coi thợ hay là đi gọi cho thợ từng bao cát, từng viên gạch nữa rồi. Mà thay vào đó thì chúng ta sẽ lựa chọn những công ty bao thầu trọn gói, trong đó có tích hợp từ thiết kế tới xin cấp phép, tới vay vốn ngân hàng, tới việc xây dựng, tới việc hoàn thiện nội thất. Tất cả các vấn đề đó nó đều được xử lý một cách khoa học, chuyên nghiệp và nó phù hợp với lại thời đại ngày nay. Nếu như bạn nào thường xuyên theo dõi các video của tôi thì các bạn sẽ thấy rằng các thiết kế của Mark Home nó luôn đẳng cấp và luôn khác biệt. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là cái thiết kế của Mark Home nó xuất phát từ cái nhu cầu xây dựng trọn gói, từ cái vật liệu thực tế ở bên ngoài. Thế nên là đây là điều rất ít công ty nào có thể làm được. Các bạn ở xa hay bên nước ngoài, liên hệ qua hai số hotline của chúng tôi là 096445 8858 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo, có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Cái điểm khác biệt giữa Mark Home với lại các đơn vị khác là chúng tôi tư vấn cho khách hàng 24 trên 24, kể cả 1, 2 giờ sáng các bạn gọi chúng tôi vẫn tư vấn bình thường, hay là thứ bảy chủ nhật những ngày nghỉ lễ vẫn có nhân viên để tư vấn cho cái khách hàng. Đấy là cái sự khác biệt giữa Mark Home và những cái đơn vị khác. Bạn nào muốn xem lại video hay mẫu nhà đẹp, các bạn có thể vào website của chúng tôi là markhomevn.vn. Thì trong này Mark Home đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ như thế là chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng này. Cái này cũng chỉ một mình Mark Home mới có thể làm được thôi. Các bạn ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam, nếu xây nhà cần tiền, xây nhà cần vay vốn, hãy điện cho Mark Home, chúng tôi xử lý thủ tục hồ sơ chỉ trong vòng 2 tuần là chúng ta sẽ được giải ngân tối đa là 75% giá trị hợp đồng trọn gói. Vì sao thì chúng ta lại nên vay vốn ngân hàng? Bởi vì các bạn biết rồi, nếu như các bạn vay bằng thế chấp bìa đỏ thì chúng ta sẽ vay nó rất là ít, bởi vì cái giá đất của chúng ta ở quê nó không có nhiều ấy, mà trong khi đó cái công trình chúng ta tài sản nó lại rất là lớn. Thế nên là chúng ta phải vay theo cái hợp đồng thi công trọn gói thì các bạn sẽ được vay hơn rất là nhiều. Bạn nào mà không có số điện thoại hay là không có Zalo, các bạn có thể kết bạn của tôi qua Facebook là Lê Duy Tuấn ạ. Thì ở trên Facebook của tôi cũng tư vấn cho quý khách hàng, cũng như để chia sẻ những cái kinh nghiệm, cũng như để chia sẻ những cái mẫu nhà đẹp mà Mark Home đã làm ra. Quay trở lại mở nhà hôm nay thì các bạn thấy là đây là một ngôi nhà mái thái một tầng. Thế thì trước khi vào một thiết kế hay là trước khi các bạn định dự kiến xây dựng thì có hai vấn đề các bạn phải xác định. Vấn đề thứ nhất là nó liên quan đến giá tiền. Cái này là cái mà rất ít công ty nào làm cái ban đầu. Bởi vì sao? Bởi vì là thường các đơn vị khác người ta thiết kế nó thứ nhất là nó không thực tế, thứ hai là nó không đúng với giá thành. Tức là thiết kế lên nó có thể nó rất là đẹp, rất là hoành tráng, rất là quy mô, nhưng tuy nhiên lại không nghĩ đến vấn đề thiết yếu là chủ nhà liệu có đủ tiền để làm cái mẫu thiết kế đó hay không. Đó mới là cái sự khác biệt. Bởi vì sao? Bởi vì đối với chúng tôi là những người trực tiếp thi công, trực tiếp làm sau những cái sản phẩm mà chúng tôi thiết kế, thế nên chúng tôi thấu hiểu được. Thế nên là trước khi thiết kế chúng tôi đều phải tính toán rất là nhiều, liệu cái sản phẩm của mình có khách hàng có đủ tiền hay không, liệu cái sản phẩm mình ra các cái chi phí nó có đội lên hay không, hay là nó có dư phần vật liệu ở chỗ nào không. Thế nên là trước khi vào bắt tay một công trình thì chúng tôi thường làm việc với chủ nhà, hỏi nhu cầu chủ nhà muốn đầu tư tầm bao nhiêu tiền hoặc là xây nhà dự kiến tầm bao nhiêu tiền. Thì từ đó chúng tôi sẽ có những cái phương án về mặt bằng công năng, về phương án hình khối để lựa chọn làm sao mà cái tầm tiền nó chính xác hoặc nó chữ từ tầm đấy trở lại thôi.
Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải xác định cái phong cách mà chúng ta thích. À đúng rồi, à, xây nhà mà chúng ta xây một căn nhà chúng ta không thích thì đấy là vấn đề bỏ đi, kể cả nó rẻ tiền. Còn lại nếu chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu thứ hai, nhu cầu thiết yếu là nó đẹp và nó phù hợp. Đấy. Thì trước khi vào một công trình chúng ta sẽ phải lựa chọn cái phong cách thiết kế. Như thế công trình này chúng ta đang thiết kế theo ngôn ngữ nhà máy Thái, phong cách hiện đại. Đấy, nhà máy Thái nó khác với nhà máy Bật, nhà máy Nhật và khác với nhà máy Bằng ở vị trí là nó có phần xây đốc thu hồi. Đấy các bạn thấy đây, xây đốc thu hồi và cái phần đổ bê tông mái vát. Cái này là cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất của trong cái ngôi nhà máy Thái. Cái thứ hai là phong cách hiện đại, các bạn sẽ dễ nhìn ra. Thì chúng ta trong cái thiết kế chúng ta thường chia ra rất nhiều phong cách, ví dụ như phong cách classic này, phong cách cổ điển này, phong cách tân cổ điển này, phong cách Á Đông này, phong cách tối giản này, vân vân và vân vân. Thì trong cái phong cách hiện đại này chúng ta dễ dàng thấy nhất là gì ạ? Chúng ta đang sử dụng những cái hình thể nó đơn giản, nó hiện đại, tức là người ta thiên về những cái sử dụng những cái hình kỹ hà. Nếu như bạn nào đã thường đọc sách hay là các bạn đã từng được học qua về kiến trúc, các bạn sẽ biết được hình kỹ hà là hình như thế nào. Thì nó chỉ bao gồm các cái hình cơ bản tạo lên các hình khối khác, ví dụ như hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác, đấy gọi là những hình kỹ hà. Và trong cái phương án hiện đại thường người ta sử dụng vận hành những cái hình kỹ hà rất là nhiều. Ví dụ các bạn thấy những ô cửa sổ này, những cái đường nét vuông vắn này, những cái điểm nhấn, nó đều sử dụng những cái ngôn ngữ nó rất là nhẹ nhàng, không đắp phào chỉ, không có hoa văn. Tiếp theo đấy các bạn sẽ biết được là công trình này sử dụng cái gam màu như thế nào. Thì trong một công trình thì chúng ta luôn chia ra ba cái gam màu. Thứ nhất là gam màu lạnh, ví dụ như công trình này là nó đang sử dụng gam màu lạnh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ có những cái màu như thế, màu xanh, màu ghi, đấy, những cái màu nó mang cái sắc thái nhẹ nhàng. Cái thứ hai là gam màu nóng, tức là chúng ta sẽ bao gồm màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu nâu. Và cái thứ ba là gam màu trung tính thì chỉ bao gồm hai màu trắng đen thôi. Cái đặc biệt hay trong cái quy tắc phối màu ấy là gì ạ? Là gam màu trung tính có thể phối hợp với gam màu nóng, cũng có thể phối hợp với gam màu lạnh. Cái đấy thì được, nhưng gam màu nóng không bao giờ đi cùng gam màu lạnh được. Nó sẽ gây ra cảm giác là gì? Ức chế mắt, nó gây ra cảm giác là gì? Xung đột về màu sắc. Cái thứ ba trong cái thiết kế thì các bạn phải xác định cái tỷ lệ phần trăm màu sắc trên mỗi công trình. Thì với một công trình thì chúng ta thường xuyên bố trí bố cục màu sắc như sau: 65 đến 70% nó chính là gam màu chủ đạo. Trong công trình này thì chúng ta dễ dàng đã biết được cái gam màu trắng là gam màu chủ đạo. 25 đến 30% gọi là gam màu phụ đạo. Đây chính là cái gam màu mái. Và 5 đến 10% là gam màu điểm nhấn, ví dụ như cái cây xanh ở đây gọi là cái gam màu điểm nhấn. Và cái tỷ lệ này nó phải phù hợp với tất cả các góc nhìn trong một công trình. À, các bạn lưu ý nhé, trong cái thiết kế nó có những cái nguyên tắc mà các bạn chỉ cần nhớ thôi, là các bạn đi bất kỳ công trình nào, các bạn xem qua bất kỳ những cái video nào, các bạn sẽ biết được công trình đó thiết kế đúng hay không. Bởi vì là chúng tôi là những người được đào tạo rất là bài bản. Thứ hai là gì? Là đã làm qua rất nhiều công trình rồi và đã đi tham quan rất nhiều các công trình ở trên các nước khác nhau trên thế giới. Thế nên là tôi tích đúc kết được rất nhiều những cái kinh nghiệm về thiết kế hay về xây dựng thực tế. Tiếp vào đấy chúng ta cùng xem một cái mặt bằng mái nhìn từ trên xuống. Các bạn thấy cái thiết kế thu hồi của chúng tôi nó rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Công trình này được sử dụng cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi. Đơn giá nó trên thị trường đang là 2 triệu 350 một mét vuông. Thứ hai là toàn bộ hệ cửa sổ chúng tôi đang sử dụng là cửa nhôm hệ sinh pha. Đơn giá nó trên thị trường đang là 1 triệu 8 đến 1 triệu 9 một mét vuông. Kính chúng ta sử dụng là kính an toàn hai lớp 6 ly 38 hoặc là 8 ly 38. Phụ kiện với dòng sinh pha thì các bạn luôn lưu ý là chúng ta sử dụng dòng kim long, đấy là một trong những dòng phụ kiện nó rất là bền. Công trình này được thiết kế với hệ tam cấp. Rất là tiếc những công trình nhà máy Thái một tầng hay là nhà máy Nhật một tầng, các bạn nên lựa chọn phương án là ngũ cấp, nhưng nó phải phụ thuộc vào những cái vấn đề là gì ạ? Là nền đất, là cốt mặt đường, là cốt mặt sân. Đấy, chứ không phải công trình nào chúng ta cũng ép buộc là phải sử dụng 5 cấp hay là 9 cấp hay là 11 cấp đợi, mà chúng ta phải đánh giá qua rất nhiều tiêu chí. Thì với công trình này, nhà anh Khánh hiện tại có nền sân nó đang rất là cao, thế nên là anh Khánh sử dụng phương án tam cấp là đúng rồi. Còn nếu như nhà các bạn mà nền đất nó thấp thì các bạn nên lựa chọn ngũ cấp. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đi sâu vào trong chi tiết từng bộ hồ sơ. Thì đối với Mark Home chúng tôi thiết kế luôn đầy đủ, kể cả khách hàng không yêu cầu chúng tôi cũng luôn thiết kế đầy đủ các bộ hồ sơ, như thế là hồ sơ về hạng mục kiến trúc này, hồ sơ về hạng mục kết cấu này, hồ sơ về điện nước này, hồ sơ về bóc tách kỹ thuật này. Đấy, mọi cái đấy nó đều có đầy đủ trong những bộ hồ sơ. Và cái đặc biệt là gì ạ? Là khi thợ và chủ nhà người ta xem rất là thích, bởi vì nó rõ ràng, nó chi tiết đến từng cái tiểu tiết một. Đấy là cái khác biệt giữa Mark Home và những đơn vị khác.
Thì trước khi xem một bộ hồ sơ về hạng mục kiến trúc thì các bạn nên để ý cho tôi về cái phần mục lục bản vẽ. Bởi vì sao? Bởi vì nó giống như việc chúng ta đọc một cuốn sách hay là chúng ta đọc một cuốn từ điển, các bạn phải xác định được là trong cuốn sách đấy nó gồm những chương gì, đấy, gồm những bài gì và nó viết về vấn đề gì. À, cái vấn đề đấy chúng ta có quan tâm hay không thì đó chính là nó nằm trong cái phần mục lục bản vẽ. Thì trong cái phần mục lục bản vẽ như thế này, chúng ta sẽ quan tâm đến ba cái phần chính. Thứ nhất là cái phần mặt bằng công năng. À, bởi vì sao? Bởi vì nó liên quan đến công năng sử dụng, nó liên quan đến phong thủy trong nhà và nó liên quan đến giá thành. Đầu tiên là cái mặt bằng, đó là cái quan trọng nhất. À, toàn bộ những vấn đề sau nó sẽ cấu thành từ cái mặt bằng mà chúng ta chia ban đầu. Kể cả như thể hình khối về 3D, hình khối về ngoại thất, nội thất, nó đều phù hợp, nó đều phụ thuộc vào cái mặt bằng công năng ban đầu. Cái thứ hai là những cái phần mặt đứng và phần mặt cắt. Đây cũng là một trong những phần rất rất quan trọng, bởi vì nó cho chúng ta thấy được cái cao độ của phần đế, phần thân, phần mái công trình. Và cái thứ ba là cái chi tiết về cửa chính, cửa đi hay là cửa sổ. Vì sao những cái phần này nó lại quan trọng thì tôi không phải nói nhiều, bởi vì nó liên quan đến con số về thông thủy, nó liên quan đến tài lộc, liên quan đến vượng khí của gia chủ. Thế nên là chúng ta phải để ý trong cái phần đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái phần mặt bằng tổng thể. Thì ngôi nhà này đây, mặt bằng của nó khá là hẹp về chiều ngang, nhưng tuy nhiên nó lại rất là dài về cái chiều sâu và đặc biệt nó lại vát. Đấy, thế nên là bố trí thiết kế như thế này thì chúng tôi đang lựa chọn là đẩy toàn bộ công trình về phía tay trái để cho phía trước chúng ta có khu vực đi lại thoải mái. Đấy, có khu vực sân rộng. Đấy là một trong những cái cách rất là hay. Nếu như cái chiều ngang nhà các bạn nó chật quá thì các bạn nên sử dụng cái phương án này, tức là chúng ta lựa chọn dồn công trình sang một bên. Đấy, dồn công trình sang một bên là được. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái mặt bằng tầng 1. Thì với mặt bằng tầng 1 như thế này, các bạn lưu ý cho tôi để ý đến cái phần kích thước chiều dài và chiều rộng. Công trình này có chiều dài là 19m và chiều rộng là 9m7, gần 10m rồi. Như vậy cái diện tích sử dụng công trình này nó rơi vào tầm 186,2m2. Thì với cái diện tích như thế này, chúng ta sẽ bố trí bao gồm một phòng khách kết hợp với lại phòng thờ. Phòng khách này rộng 33m2. Đấy, kết hợp với phòng thờ. Thì đi từ trong sảnh chính đi vào là chúng ta sẽ gặp ngay khu vực phòng thờ, và đi sang bên tay trái là chúng ta sẽ vào phòng khách. Ở công trình này với 3 lối tiếp cận, trong đấy có một lối vào sảnh chính và hai lối vào sảnh phụ. Các bạn luôn để ý cho tôi là gì ạ? Là sảnh chính bao giờ cũng phải lớn hơn sảnh phụ. Đấy là cái nguyên tắc bất di bất dịch. Cái thứ hai là gì? Là sảnh chính, tim của cửa sảnh chính không bao giờ được đồng trục với lại cửa sảnh phụ. Người ta quan niệm là gì? Tiền tài vào trước sẽ đi ra sau. Thế nên là chúng ta lưu ý những hai cái vấn đề đó. Ngoài ra công trình này chúng ta sử dụng bố trí thêm 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ với 2 nhà vệ sinh tách biệt ở phía sau. Đúng ra là một nhà vệ sinh nhưng công năng của nó chia làm 2. Cái này cũng rất là hay. Với khu vực bếp và phòng ăn đặt ở phía sau. Ngôi nhà này tôi đang thấy thiếu một cái, các bạn có để ý hay không ạ? Đó chính là một nhà vệ sinh khép kín. Thì với cái nhu cầu 4 phòng ngủ của chúng ta khi mà sử dụng tối đa, khi mà chúng ta tối đa người sử dụng, thì các bạn lưu ý là 2 nhà vệ sinh như thế này sẽ không đủ được. Đấy, đấy là cái bất di bất dịch. Nhưng tuy nhiên nhà anh Khánh có không gian phụ phía sau, có sân vườn. Thế nên là chúng ta phải phụ thuộc vào sở thích cũng như thể là nhu cầu của chủ nhà. Còn về cái nguyên tắc thiết kế thì chúng tôi luôn tư vấn cho chủ nhà những cái phương án nào tốt nhất. Ví dụ như là tôi thì tôi sẽ thiết kế thêm cái khu vực phòng 02 ở đây này. Chúng ta mở thêm một nhà vệ sinh và có thêm một cửa vào ở đây. Thì như vậy chúng ta đã giải quyết được vấn đề về khu đất, về khuôn viên cũng như thể là về cái công năng của chúng ta không bị thay đổi. Đó, các bạn nên có thể thêm một nhà vệ sinh ở phía bên này. Ngoài ra thì trong cái thiết kế mặt bằng này, các bạn lưu ý là nên mở rộng tối đa những cái không gian về cửa sổ. Bởi vì sao? Bởi vì là với thiết kế một bằng nhà mái thái thì chúng ta nên ưu tiên những cái không gian lấy ánh sáng, lấy không khí nó vào tối đa công trình. Tiếp tục chúng ta sẽ xem qua cái phần mặt đứng và phần mặt cắt công trình. Đây là phần mặt đứng. Mặt đứng thì chúng ta thấy nó rất là chi tiết và cẩn thận. Cái này nó sẽ giúp cho thợ rất là nhiều. Thợ người ta khi làm, người ta khi xây dựng, người ta phải có mặt đứng để người ta mới cân đối, người ta mới xây được. Đấy, thì trong cái phần mặt đứng thì chúng ta sẽ có 4 cái phần mặt đứng xung quanh công trình. Đấy, 4 phần mặt đứng này. Và chúng ta sẽ có 2 phần mặt cắt. Đó, 2 phần mặt cắt thì chúng ta sẽ thấy được ở bên trong cái dầm của chúng ta nó dài rộng như thế nào. Cái phần mái chúng ta cao lên bao nhiêu. Và cái cuối cùng trong cái bộ hồ sơ thiết kế kiến trúc đấy chính là cái phần bố trí cửa chính và cửa đi.
Đấy, thì đối với cửa chính và cửa đi thì các bạn quan tâm cho tôi về cái kích thước thông thủy. Với kích thước thông thủy là các bạn bắt buộc phải trừ đi cái phần phào nẹp, bắt buộc các bạn phải trừ đi phần phào nẹp, và chúng ta chỉ đo cái phần khoảng sáng bên trong thôi. Bằng cách là gì ạ? Bằng cách chúng ta lên Google. Các bạn chỉ cần search vào Google là thước lộ ban thôi, là nó có rất nhiều những cái trang web có thể hỗ trợ các bạn tra thước lộ ban ngay lập tức. Thì các bạn lưu ý là trong cái thước lộ ban nó có rất nhiều loại. Ví dụ như thước lộ ban 52.2 này, thước lộ ban 42.9 này, thước lộ ban 38.8 này, thì các bạn chỉ cần lưu ý cho tôi đến cái thước là 52.2. Các bạn gõ vào trong này là 1m6 hay là 1m5 hay 1m8 đi đều được. Thì chúng ta sẽ rơi vào cái cung đỏ, người ta gọi là cái cung quý nhân. Thì với cung đỏ này thì chúng ta sẽ bố trí được, bởi vì nó là cái cung tài lộc, cái cung tốt rồi. Còn nếu như nó vào cung đen thì các bạn nên hiệu chỉnh một chút. Tiếp sau đấy chúng ta sẽ sang về cái phần hồ sơ thiết kế kết cấu. Thì kiến trúc nó là cái phần bao quát bên ngoài, còn lại kết cấu nó là cái phần khung xương chịu lực ở bên trong. Thế nên là hai hồ sơ này nó luôn đi song hành với nhau. Và các bạn để ý là trong cái phần kết cấu chúng ta chỉ quan tâm cho tôi về về ba hạng mục. Đấy, ba hạng mục. Thứ nhất là hạng mục về phần móng. Đấy, thì đối với phần móng trong các video tôi đã dạy các bạn rất là nhiều, tôi đã hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều khi xem những bộ video của chúng tôi làm ra. Là gì? Chúng ta lựa chọn dựa trên hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là lựa chọn dựa trên nền đất. Đấy, ví dụ như nền đất đồi, nền đất đá, thì chúng ta lựa chọn phương án là móng cốc. Đấy, móng đơn. Còn lại phương án là gì ạ? Đất liền thổ, đất sét thì các bạn sẽ lựa chọn phương án là móng băng, móng bè. Còn lại nếu trên nền đất yếu như đất đầm lầy, đất đồng ruộng thì các bạn sử dụng là móng ép cọc. Đó là cái cách tiêu chí thứ nhất, tức là lựa chọn dựa trên cái nền đất thổ nhưỡng, nền đất thổ cư. Đấy, cái thứ hai là các bạn lựa chọn phương án móng dựa trên cái tải trọng công trình. Vì sao chúng ta lại lựa chọn trên tải trọng và cái phân bố hệ cột? Bởi vì là các bạn lưu ý vẫn là trên nền đất cứng, nền đất liền thổ, nhưng tuy nhiên chúng ta lại xây một tòa, ví dụ tòa lâu đài hay là tòa khách sạn hay tòa chung cư, thì dĩ nhiên là cái tải trọng công trình nó rất là lớn. Và tải trọng lớn thì các bạn phải xử lý cái phần móng nó khác. Đấy, không phải lựa nhất thiết chúng ta phải dựa trên nền đất đấy, chúng ta phải làm móng băng. Đấy, thế nên là nó có hai tiêu chí để đánh giá. Và cái quan trọng là các bạn nên thuê các kiến trúc sư và kỹ sư, bởi vì thứ nhất là họ có máy móc hiện đại, cái thứ hai là họ có chuyên môn, và cái thứ ba là gì? Họ có những cái tiêu chí đánh giá dựa trên những cái tiêu chuẩn xây dựng. Về kết cấu phần thứ hai thì chúng ta quan tâm đó chính là cái phần thân. Phần thân là nó liên quan đến cột, đến dầm, thì chúng ta sẽ biết được cái cột chúng ta rộng bao nhiêu, trong mỗi cột đấy thì chúng ta đi bao nhiêu thép và thép phi bao nhiêu. Đó là cái cách chúng ta tra về phần thân. Còn về phần thứ ba là phần mái. Thì về phần mái thì tôi đã hướng dẫn các bạn có rất nhiều cách biện pháp thi công phần mái. Rẻ tiền nhất, đơn giản nhất là chúng ta chỉ việc xây tường, chạy phần dầm bo bê tông và tiếp tục xây tu hổ, sau đấy chúng ta lợp kèo, vì kèo, và dưới phần vì kèo đó chúng ta sẽ làm cái gì ạ? Thạch cao. Thạch cao chống ẩm, thạch cao chống nước. Thì phương án này là phương án tiết kiệm nhất cũng như thế là rẻ tiền nhất. Nhưng mà tôi khuyên chúng ta không nên làm, bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là một thời gian thì thạch cao nó sẽ xuống cấp. Đấy, cái thứ hai là cái phần mái chúng ta tuổi thọ nó cũng không được lâu. Có rất nhiều cái phần mái chúng ta phải đảo đi đảo lại sau 5 năm sử dụng, sau 4 năm sử dụng, để các bạn biết rồi. Đấy. Biện pháp thứ hai là biện pháp chúng ta đổ bê tông mái bằng, sau đấy xây tu hồi và lợp với kèo. Đây mới là biện pháp mà các bạn nên làm. Đến 90% các hộ gia đình hiện tại đang sử dụng biện pháp này, và đó là một biện pháp đúng đắn. Và biện pháp thứ ba là biện pháp chúng ta đổ bê tông hệ mái vát. Phương án này thì phương án tôi khuyên các bạn cũng không nên làm. Thực chất là về độ bền thì nó là phương án bền nhất rồi, nhưng mà tuy nhiên là nó sẽ gia tăng cái phần chi phí của chúng ta rất là nhiều. Đó, thế nên là các bạn phải lựa chọn. Thì trong cái phần kết cấu này các bạn sẽ thấy được cái phần mái chúng ta có phần đổ bê tông của phần mái. Đấy, các bạn thấy này, chúng ta sẽ mô phỏng ở trên bản kết cấu này rất là rõ ràng. Và lưu ý các bạn đổ bê tông thì các bạn nên đổ đua ra tầm cỡ 50 đến 60 phân và cao nhất là 70 phân, tức là cái độ dài. Đấy, cái thứ hai là về cái gì ạ? Là chúng ta về cái đổ bê tông đối trọng là các bạn phải có, bởi vì tránh cái việc mà phần mái chúng ta nó bị gãy, thì các bạn nên đổ đối trọng vào sâu ở bên trong tầm 40 đến 45 phân. Hồ sơ thứ ba tôi muốn giới thiệu đến quý khách hàng đấy chính là phần hồ sơ về điện nước. Điện nước thực ra là về bản thân công trình nó không quan trọng, nhưng tuy nhiên nó quan trọng trong cái quá trình sử dụng. Đó, thế nên là về cái kết cấu xây dựng ban đầu thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến kết cấu này, đến kiến trúc, còn lại đến cái phần sử dụng thì chúng ta lại quan tâm đến phần bản vẽ điện nước. Về điện nước thì các bạn lưu ý là gì ạ? Là
Phần điện nước là các bạn lưu ý là chúng ta sẽ bố trí những cái hệ đèn đấy, những cái hệ lộ điện đấy, làm sao mà chúng ta chia được cái công năng, chia được cái phần tải trọng của nó phù hợp là được. Ví dụ như một lộ thì chúng ta sẽ chịu cho bao nhiêu thiết bị, chịu cho bao nhiêu phần phần điều khiển, phần thiết bị hay là phần chiếu sáng của chúng ta. Chứ chúng ta không nên là làm bật một công tắc mà sáng toàn bộ cả nhà, cái đấy là cái sai lầm. Chúng ta chỉ nên chia ra cho nó xem là từng không gian một, ví dụ phòng khách có một, phòng thờ này, hành lang này, các phòng ngủ khác nhau, thì khi đấy chúng ta bật tắt công tắc nó mới phù hợp. Còn về cái biện pháp thi công điện nước ấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta có hai cái biện pháp, nói đúng ra là ba biện pháp thì chính xác hơn. Thứ nhất là chúng ta thi công theo phương án dán dây, thì chúng ta chỉ việc dán vào tường chúng ta chát. Phương án này thì nó rất là rẻ tiền, tiết kiệm, nhưng tuy nhiên nó rất là khó xử lý khi mà chúng ta đi vào trong cái việc sử dụng cũng như thể là cải tạo cũng như thể là sửa chữa, nó rất là khó. Phương án thứ hai là chúng ta sử dụng cái ống gen mềm, ống gen ruột gà. Và phương án thứ ba là chúng ta sử dụng cái phương án là ống cứng. Ống cứng ở đây chúng ta có thể sử dụng ống nhựa PVC hay là ống kẽm đều được. À, thì video ngày hôm nay thì tôi đã giới thiệu các bạn rất là chi tiết từng bộ hồ sơ một ngôi nhà của anh Khánh tại Thanh Hóa, rất là đẹp, rất là hiện đại, do Mark Home thiết kế. Thì nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, các bạn liên hệ qua hai số online của Mark Home là 0964458858 hoặc là 0828133333. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.